Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng vào sân để theo dõi buổi tập của cầu thủ Thanh Hóa vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. Đây là Hoàng Vũ Samson à. Một cú đá không khó đối với thủ môn của Thanh Hóa. Có thể nói năm nay Thanh Hóa sở hữu các thủ môn đều khá là chất lượng, gồm có Thanh Diệp, Lương Bá Sơn và Xuân Hoàng. Đó là ba thủ môn mà Thanh Hóa đăng ký thi đấu tại V-League mùa giải 2020. Cầu thủ Thanh Hóa đang tham gia buổi tập này gồm có Epasi này, cầu thủ đang xin tập nhờ là Victor Mansaray này, Hoàng Đình Tùng này, Văn Thắng này, Lê Ngọc Nam này, tiền đạo trẻ Văn Vinh này, Joseph Balik này, Ray Tanda này, Hoàng Vũ Samson này, Thanh Bình này, Trịnh Văn Lợi này và thủ môn Lương Bá Sơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là màn đá penalty giữa hai thủ môn Bá Sơn và Xuân Hoàng. Trời ơi, một pha bay người rất tốt của Xuân Hoàng. Đây là cú đá của Văn Thắng. Một pha đánh lửa rất tốt. Đây là cú đá Panenka. Một cú vẩy má bằng chân trái rất tốt của Lương Bá Sơn. Tiếp tục là cú đá nữa của Lương Bá Sơn. Ui, này là thử thách bằng chân trái. Thank you.